Vợ chồng Đậu và Đen đang bàn chuyện đi xem phim Mai. Đậu nói, hai đứa đi xem lãng phí quá, mày ở nhà nấu cơm còn tao đi xem, vì hai đứa ăn cơm rồi tao kể mày nghe. Wow. Sau đó Đậu đi xem phim một mình. Còn Đen thì ở nhà nấu cơm. Cơm đâu bánh bèo, dọn ra rồi tao kể cuộc đời con Mai cho nghe. Tao ăn hết rồi, mày kể phim đi rồi tao kể mùi vị món ăn cho mày nghe. Oh my god. Ở đời, cho đi cái gì sẽ nhận lại cái đấy. Muốn nhận được như thế nào thì phải cho đi y vậy.